Hello, xin chào cả nhà. Đây mình mua nửa ký tôm và riêng miếng nước dừa nha cả nhà. Đây là một cọng sườn non nha cả nhà. Đây tôm mình luộc đi dưới nước dừa luôn nha. Đó, cho nó chín nha. Rồi mình lại nắp lại nha cả nhà. Rồi qua bên đây là mình sẽ dùng cái nước mình mới vừa luộc tôm xong mình sẽ tận dụng để lát mình kho với tôm với sườn non nha. Nửa muối, một muối, nửa muối đường, nửa muối bột ngọt, nửa muối tiêu. Tỏi tôm bỏ vào trộn vào nha cả nhà. Rồi mình trộn, lấy tay trộn cho đều vô nha. Còn đây tôm mình đã bóc vỏ rồi, bắt đầu mình sẽ trộn với sườn non luôn nha, cho nó hấp gia vị vào nha cả nhà. Đó, thấm vào gia vị rất là ngon nha. Ướp trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà, rồi bắt đầu mình mới đem đi lên bếp kho nha cả nhà. Đây mình sẽ phi một màu rồi, bắt đầu mình bỏ sườn non và tôm vào, mình đảo cho nó săn lại nha cả nhà. Rồi mình bỏ nước dừa vào, đó nước dừa rất là nhiều nha cả nhà, cho nó thấm vô. Mình mở lửa cho nó riu, cho nó thấm vô đều hết vô từng con tôm luôn nha cả nhà ơi. Đó xong rồi, cạn để cho nó cạn nước luôn nha cả nhà. Đây là kết quả cuối cùng của mình, đây cạn nước dừa. Ăn cái món này rất là hao cơm luôn nha cả nhà. Con mình ăn là